Xem tử vi về tuần mới, rất hoan hỷ chào đón các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến thức tử vi về tướng số của chúng tôi để cùng chiêm nghiệm và giải mã những lá số của mình. Và các bạn thân mến, trong nội dung bài viết trong ngày hôm nay thì Kiến thức tử vi chúng tôi xin chia sẻ với các bạn một video mới nhất có nội dung như sau. Về đúng 7 giờ sáng Chủ nhật ngày 4 tháng 12 năm 2022 về dương lịch thì có tốt những con giáp cực kỳ may mắn ngập trong biển tiền, vận mệnh đổ chiều. Đây là những con giáp rất dễ phất lên làm đại gia giàu có và cuộc sống giàu sang sung túc đủ đầy từ đây. Và các bạn thân mến, để muốn biết được đó là những con giáp may mắn nào và liệu các anh các chị có may mắn được nêu tên trong bài viết dưới đây với những con giáp may mắn ngày 4 tháng 12 này hay không, thì sau đây xin mời các bạn hãy cùng Kiến thức tử vi chúng tôi đi tìm hiểu chi tiết của nội dung bài viết dưới đây trong ngày hôm nay. Về theo tử vi dự báo là đúng 7 giờ ngày Chủ nhật cuối tuần là ngày 4 tháng 12 năm 2022 về dương lịch thì tốt những con giáp sau đây là những con giáp may mắn rất dễ trúng số tiền tỷ. Tiền bạc không còn là nỗi lo với những con giáp sau đây. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ nhất nằm trong top những con giáp may mắn kiếm tiền đỉnh cao trong ngày 4 tháng 12 năm 2022 về dương lịch là con giáp người tuổi Thìn. Đối với con giáp người tuổi Thìn thì được xếp hạng thứ nhất nằm trong top những con giáp may mắn kiếm tiền đỉnh cao trong ngày 4 tháng 12 này. Tuổi Thìn có một đặc điểm rất dễ thấy ở người tuổi này là họ rất mạnh mẽ, quyết đoán và cầu toàn. Họ luôn luôn đặt ra mục tiêu cao với bản thân mình và đưa ra những yêu cầu cao với người khác. Về hầu hết, những người tuổi Thìn đều là những người sở hữu một tài năng vượt trội và rất nhiều tài lẻ. Và theo tử vi ngày mới cho biết thì bước vào 7 giờ ngày Chủ nhật ngày 4 tháng 12 năm 2022 về dương lịch thì với những công việc kinh doanh của người tuổi Thìn phất lên như diều gặp gió, mọi những khoản đầu tư đều sinh lời. Ngay cả khi công việc gặp khó khăn hay một chút trục trặc, họ cũng may mắn được quý nhân giang tay giúp đỡ, giúp cho sự việc chuyển bại thành thắng mọi cách dễ dàng. Chính vì vậy mà trong công việc của người tuổi Thìn tương đối suôn sẻ trong ngày mùng 4 này và có rất nhiều khởi sắc trong những ngày cuối tháng. Đây cũng là thời điểm tốt để họ cân nhắc đến những chuyện đầu tư, đến chuyện mở rộng quy mô kinh doanh. Còn về mặt tình cảm thì người tuổi Thìn cũng rất hạnh phúc viên mãn vào cuối tuần. Bạn có thể nhận được những món quà bất ngờ từ chồng, từ vợ hoặc người yêu, gia đình có thể là chào đón những thành viên mới. Chính vì vậy mà hãy chủ động bày tỏ tình cảm yêu thương với người thân để cả gia đình có giây phút bên nhau đầm ấm hơn. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ hai nằm trong top những con giáp may mắn kiếm tiền đỉnh cao trong ngày 4 tháng 12 năm 2022 về dương lịch đó là con giáp người tuổi Hợi. Đối với con giáp người tuổi Hợi thì được xếp hạng thứ hai nằm trong top những con giáp may mắn kiếm tiền đỉnh cao trong ngày 4 tháng 12 này. Hợi là được thần tài chiếu cố và quý nhân phù trợ nên khi bước vào ngày Chủ nhật cuối tuần này là ngày 4 tháng 12 thì người tuổi Hợi chỉ cần là chăm chỉ làm việc thì ý nguyện gì cũng thành công. Kết hợp với trí tuệ thiên bẩm và sự quyết đoán tự lực cánh sinh lại được người thân ủng hộ hết mình nên người tuổi Hợi làm việc rất thành công. Và tất nhiên với những sự chăm chỉ, với những sự nỗ lực của bạn sẽ được cấp trên ghi nhận vào đúng thời điểm may mắn này. Nhờ đó mà mọi thứ diễn ra hết sức suôn sẻ. Trong một thời điểm nhất định thì bản mệnh cũng có thể phải đối mặt với một số khó khăn, nhưng sau tất cả được xử lý viên mãn nhất với người tuổi Hợi, từ đây sẽ hưởng cuộc sống đủ đầy, không thiếu thốn một thứ gì. Còn người làm kinh doanh ắt sẽ gặp được khách hàng trộm, khách hàng tiềm năng sẵn có chi trả những số tiền lớn cho sản phẩm và dịch vụ của bạn, và các dự án đầu tư sẽ sớm phát triển và mang về những khoản tiền tương đối khủng cho bản mệnh. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ ba nằm trong top những con giáp may mắn kiếm tiền đỉnh cao trong ngày 4 tháng 12 năm 2022 về dương lịch là con giáp người tuổi Mùi. Đối với con giáp người tuổi Mùi thì được xếp hạng thứ ba nằm trong top những con giáp may mắn kiếm tiền đỉnh cao trong ngày 4 tháng 12 này. Xin chúc mừng con giáp người tuổi Mùi. Bạn hãy chuẩn bị một tinh thần để chào đón những niềm vui đến bất ngờ vào ngày Chủ nhật cuối tuần này là ngày 4 tháng 12 năm 2022 về dương lịch. Do người tuổi Mùi là con giáp hiền lành, tốt tính nên họ đi đâu cũng được người khác giúp đỡ
và quý nhân phù trợ. Với bản thân, những người này thì cũng là con giáp thông minh, chân thành nên có khả năng gặt hái được rất nhiều thành công trong cuộc sống. Và theo tử vi dự báo, khi bước vào cuối tuần thì những người tuổi Mùi là được sao Hồng Loan chiếu mệnh nên sẽ cực kỳ dư giả trong chuyện tiền bạc, sự nghiệp, đặc biệt là chuyện tình duyên có dấu hiệu khởi sắc. Ai chưa có chồng hoặc có vợ có thể sẽ được cầu hôn hoặc lập gia đình thì sẽ có tin vui đến bất ngờ. Và may mắn sẽ nhân đôi khi mà phương diện tình cảm của bản mệnh khá lý tưởng. Và con giáp này và người bạn đời luôn luôn thấu hiểu lẫn nhau trong nhiều vấn đề mà không cần đôi bên phải nói rõ thành lời để có thể được như hiện tại. Trước nay hai người vẫn luôn luôn tâm sự và trao đổi ý kiến với nhau trong mọi chuyện. Và khi bước vào ngày 4 tháng 12 này, thì với con giáp người tuổi Mùi này, hãy chuẩn bị một tinh thần để nắm bắt đúng cơ hội và thời cơ đến với bạn. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ tư nằm trong top những con giáp may mắn kiếm tiền đỉnh cao trong ngày 4 tháng 12 năm 2022 về dương lịch, đó là con giáp người tuổi Sửu. Theo tử vi của 12 con giáp chỉ ra thì trong những thời gian này thì con đường sự nghiệp của người tuổi Sửu đang cực kỳ thuận lợi. Cụ thể là công việc của họ sắp tới sẽ có nhiều chuyển biến tốt dần lên. Cụ thể là công việc được sếp công nhận, thực lực nâng đỡ trong mọi hoàn cảnh, nên từ đó có thể mở ra những cơ hội thăng quan tiến chức là điều hiển nhiên. Quý nhân luôn xuất hiện và mang đến cho người tuổi Sửu khá nhiều cơ hội làm giàu. Cũng như là bạn đừng để những lợi ích nó che mở mắt, đặc biệt là không nên nghe lời bất cứ ai để lựa chọn quyết định. Hãy tự mình đánh giá và đưa ra sự lựa chọn đúng đắn nhất mà bản thân bạn cho rằng điều đó là đúng. Nhưng khi bước vào ngày 4 tháng 12 này, bạn phải chớp lấy thời cơ này. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ 5 nằm trong top những con giáp may mắn kiếm tiền đỉnh cao trong ngày 4 tháng 12 năm 2022 về dương lịch, đó là con giáp người tuổi Mão. Đối với con giáp người tuổi Mão thì được xếp hạng thứ 5 nằm trong top những con giáp may mắn kiếm tiền đỉnh cao trong ngày 4 tháng 12 này. Với những thời gian gần đây thì người tuổi Mão sẽ tiếp tục giàu có sung túc, tài lộc liên tục đổ về, giàu có chỉ trong một đêm, đó là người tuổi Mão. Với một dự kiến sẽ thoát khỏi cảnh độc thân ở những thời gian này thì những người thuộc con giáp người tuổi Mão sẽ bắt đầu khởi sắc và đón thần tài vào nhà. Với những người thuộc người tuổi Mão sẽ có một kho bạc rộng mở và có số tiền tiết kiệm tăng một cách đột biến và vận may sẽ đến bất ngờ. Rất có thể họ sẽ trở nên giàu có chỉ trong một đêm. Với những thời gian trước thì người tuổi Mão đã là con giáp gặp khó khăn và trắc trở, nhưng sắp tới đây thì mọi thứ sẽ khổ tận cam lai, khó khăn mấy cũng sẽ vượt qua. Đặc biệt là những thời gian tới đây thì người tuổi này sẽ được thần tài, quý nhân giang tay chiếu cố nồng hậu. Chỉ cần giữ vững tâm thế, cố gắng nỗ lực thì trong năm nay người tuổi Mão sẽ tìm được những cơ hội làm giàu. Cụ thể là khi bước qua ngày 4 tháng 12 này, mọi sự thăng hoa sẽ kéo theo tài vận của bạn. Chính vì vậy mà khi bước qua ngày 4 tháng 12, bạn phải nhanh tay chớp lấy những cơ hội này. Và các bạn thân mến, con giáp may mắn thứ 6 nằm trong top những con giáp may mắn kiếm tiền đỉnh cao trong ngày 4 tháng 12 năm 2022 về dương lịch này là con giáp người tuổi Ngọ. Đối với con giáp người tuổi Ngọ thì được xếp hạng thứ 6 nằm trong top những con giáp may mắn kiếm tiền đỉnh cao trong ngày 4. Với người tuổi Ngọ là người phóng khoáng nhiệt tình, có tính cách hướng ngoại và điển hình. Họ rất thích du lịch và hoạt bát. Đây là người hài ước, nói nhiều nên rất dễ mến và thu hút sự chú ý của mọi người trong các dịp khác nhau. Với các mối quan hệ giữa người khác phái thì cũng rất tốt và có số đào hoa. Những thời gian này thì vận trình tổng thể của người tuổi Ngọ sẽ được cải thiện rõ rệt. Từ sự nghiệp thì có dấu hiệu khởi sắc, luôn luôn được cấp trên coi trọng. Ở trong công việc thì người tuổi Ngọ cũng gặp vận vượng đào hoa rất tốt và tìm được nửa kia của đời mình rất ưng ý. Đó là tình yêu đích thực và sự nghiệp bội thu. Với người tuổi Ngọ là người may mắn đến mức rất đáng ghen tị. Ngoài ra, khi con giáp này đã nhận được sự giúp đỡ của quý nhân và bản thân có thể kiếm được rất nhiều tiền, đồng thời cũng thu được rất nhiều lợi nhuận. Tóm lại, chỉ cần người tuổi Ngọ nắm bắt đúng cơ hội này thì sẽ kịp thời có thêm dư địa phát triển trong cuộc sống. Và chắc chắn khi bước vào ngày 4 tháng 12 này thì con giáp người tuổi Ngọ này phải nhanh tay chớp lấy thời cơ hiếm có khó tìm này.
qua những nội dung trên. Nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất. Đừng tiếc like và comment khi xem video này.